Xin chào anh em, mình vừa mới có trận banh đầu tiên từ sau Tết. Đã mệt thở không nổi luôn. Và sau trận banh đó thì mình chợt nhận ra một điều là đôi giày bóng đá. Đây đó, mình mang đôi Reator này cũng 2 năm rồi. Nhớ Tết cách đây 2 năm, tới giờ vẫn còn mang. Mà nó cũ lắm rồi. Trước Tết mình đã mua một đôi giày Futsal rồi, để đá sân 5 sân trong nhà, và mình sẽ mua một đôi mới để mình đá sân 7 người đá cỏ tạo như thế này. Thì ok, mình sẽ qua Thanh Hùng Futsal mua một đôi giày mới để thi đấu trong năm mới. Ok, let's go. Ok, đã tới Thanh Hùng Futsal rồi. Ơi. Số 27 đường D52, phường 12 quận Tân Bình, vị trí là tòa lạc phía trên lầu 1. Rồi phải đi một vòng lên nào. Yeah. Đi đường đèo để lên. Hello. Chà. Quá trời dép. Khai trương gì mở bán quá trời luôn. Chắc là đông khách lắm này. Wow. Hello. Chà, đông dữ vậy trời. Hello. Hey, Tết vui nha. Vui chứ. Đây. Trước mua đôi tấm sala để đá futsal. Ở đây rất là nhiều dòng giày dành cho 5 người. Sân 5 người đá futsal trong nhà. Để bằng. Đây, Predator. Đôi này 2019. Xa mấy 44, bự quá, không mang được. Yeah. Rồi, bên đây có Deposter. Deposter. Dòng này chuyên đá cỏ tạo này. Deposter lần đầu tiên thấy có đôi chuyên đá cỏ tạo này. Quá hay luôn á. Chứ bình thường nó là nó sẽ để bằng như thế này nè anh em. Mũi rất là dày, chích mũi rất là tốt. Một dòng dày của Nhật Bản. Choma form rất là to, mang rất là chắc chắn đôi chân. Mũi cũng khá dày, hỗ trợ chích mũi rất là tốt. Umbro. Này mình có một đôi này để chỉ tập freestyle, rơi giác bóng thôi. Ismunit, một dòng cao cấp của Tây Ban Nha. Form rất là to, mũi khá bự, chích mũi rất là tốt, để bằng để kéo gầm. Mizuno. Có cả Asics nữa. Đây là những dòng của Nike. Primisala đỏ này. Fakuyo, đời Neymar mang này. Phantom Vision. Dòng này không dây luôn, quá đẹp luôn. Rất tiếc hôm nay mình đi kiếm mua giày cỏ tạo sân 7 người nhưng không mua giày để bằng nữa. Luna Gato. Wow. Cái siêu phủi đó thích đôi Luna Gato này. Oh, Night Timber. Ronaldinho và Sergio Ramos đang mang đôi này thì phải. Có lẽ đây là một cái đôi mà mình đúng ý mình á. Form dài có thể đá sân 7 được. Có đinh dâm, cỏ anh tạo. Ok, form na ná với cái đôi Redator mà mình đang mang. Có lẽ mình sẽ lấy đôi này. Và phải thử chứ cái đã. 42 gửi. Rồi, xem coi. Night Tempo. Dâu nai bên này. Rất đẹp, có những cái vân vân này.
control rất là tốt, mũi khá dài, TF đã cỏn tạo, này đã sân 7 là tuyệt vời luôn. Hai chiếc hai bên rất là đẹp nha. Rồi giờ sẽ xỏ vào chân thử coi. Thì giống em thích hay mũi mùi giày mới. Giày mới được vài hôm thôi, vài hôm nữa vào là nó nát hết. Nhưng nói chung là cứ giày mới là cứ mua để đặt. Xỏ vào thấy ê liền luôn, rất là dễ xỏ. Lần đầu tiên xài Nike nha anh em, lần đầu tiên xài Nike. Bình thường đó giờ mình xài Adidas thôi. Để băng ra chơi. Thử Le Mans Round the World. Nice Tempo Legion 8. Trước giờ mình xài Adidas thôi. Lần đầu tiên mình xài Nike. Đó. Đôi giày mới để thi đấu các giải đấu trong năm mới. Tính tiền bằng app luôn chứ không phải là đưa quá dữ. Ok xong bữa làm thi rồi, cảm ơn. Okay, em cảm ơn anh. Bữa anh hỏi đời mày. Ok ok anh thi, qua đến cái phần quan trọng nhất là anh thi giữ gì? Bóp lì xì. Yeah, bóp lì xì. Có lì xì luôn hả? Có anh. Trong đây có bao nhiêu tiền nha? Dạ 20, 50 với 100. Dạ 20, 50 với 100. Này nhân phẩm lắm anh thì. Có 500 không? Có 500 không? Dạ, có anh một bao. Có một bao nhất 500 hả? Chơi luôn. Nhiều khi bóc tờ 500 cũng chừng. Đó. Nhân phẩm. Nó là 500 nhưng mà chưa biết 500 gì hả anh? Rồi cầm gửi lại coi anh. cũng màu xanh của 500. Rồi 20.000. Ok rồi, cảm ơn. Dạ rồi, ok. Một buổi đi mua giày đó thú vị là anh Phúc. Và anh em nào chưa mua giày cho 500 tí thì hãy tới Thành Hùng Phúc San mua ngay và luôn. Mua sớm nha, mua sớm thì được lì xì. Còn một phong bì 500.000 trong đây, không biết là sẽ về tay ai thì mọi người tranh thủ đi. Ok, nếu anh em thấy video clip hay thì like video clip nha. Và đừng quên subscribe channel YouTube của Theo Soccer. Sẽ có rất là nhiều video clip về hướng dẫn bóng đá, review về bóng đá. Ok, mình Phạm Thi xin chào và hẹn gặp lại.